Chào mừng anh em quay trở lại với cái kênh VHD Tuấn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái video thử thách ăn hết 10 ổ mì. Đây, trong này là 10 ổ mì tôi đã mua sẵn ở ngoài chợ. Đây, bây giờ tôi sẽ ăn 10 cái ổ mì này. Đây là cái clip thử thách. Ok, tôi sẽ bật đỏ bật con quay ở đó và tôi sẽ làm thực hiện.
feel drowsy while when I kiss at night. I'm okay. I'm falling in love. I'm falling in love. Falling in love. I have a hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You give me không thể không thường được cái thử thách này được nào vậy ăn hại ổ mà nó đã chịu rồi vô nó đổ mẹ rồi. Được nước gì fucking chuyện hết gì. Đây, nó sẽ không hoàn thành được cái nhiệm vụ hết ăn nữa gì. Anh em thấy video ai nhìn thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Chào tất cả anh em đã xem clip của tôi. Chào tất cả anh em, bye bye.